Thưa quý vị, vấn nạn sử dụng bằng cấp giả cũng trở thành vấn đề đáng báo động trong nhiều ngành nghề khác nhau. Và ngày hôm nay thì cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định đề nghị truy tố các bị can là cán bộ trường Đại học Đông Đô về hành vi giả mạo trong công tác. Vâng, theo đó thì hành vi sử dụng bằng mà biết rõ là giả để mà thi tuyển công chức, nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền hoàn toàn đủ căn cứ xử lý hình sự về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan và tổ chức. Theo kết luận điều tra thì quá trình hoạt động trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo văn bằng 2. Nhưng mà từ năm 2015 trường này đã đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh. Lợi dụng sơ hở thiếu sót của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2, Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Đông Đô và đồng phạm đã tuyển sinh và cấp bằng cho hàng trăm trường hợp mà không cần phải học. Trong đó, đối với 193 trường hợp được Đại học Đông Đô cấp bằng giả, có 60 trường hợp sử dụng bằng giả này. Trong đó có 55 người sử dụng để nộp hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ, một trường hợp thi nâng ngạch thanh tra viên, một trường hợp thi công chức, hai trường hợp khai vào hồ sơ cán bộ, một trường hợp nộp hồ sơ xét tuyển thạc sĩ. Cơ quan điều tra đã kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý cán bộ theo quy định đối với 58 người, hai trường hợp còn lại, một người thì đã mất, người còn lại xin thôi không học thạc sĩ trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án nên không kiến nghị xử lý. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố các đối tượng Trần Quang Huy, Đỗ Đăng Khoa, Võ Ngọc Hòa, Lê Thanh Hải cùng ở tỉnh Khánh Hòa và Zhong Jiahao ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong số 7 vụ làm giả hồ sơ, tài liệu mà các bị cáo gây ra, theo cáo trạng có 2 vụ làm giả hồ sơ cho người Trung Quốc thành người Việt Nam. Trước đó khoảng tháng 5 năm 2019, đối tượng Đỗ Đăng Khoa được giới thiệu làm hộ chiếu Việt Nam cho một người Trung Quốc tên Ouyang Chunbo. Khoa nhận làm với chi phí 55 triệu đồng. Sau đó Khoa chuyển việc này cho Trần Quang Huy với giá 50 triệu đồng. Tiếp đó, Huy đưa thông tin giả của Ô với tên Trần Dương Huy, thường trú tại khóm 2, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Vinh, cho Võ Ngọc Hòa làm giả giấy chuyển hộ khẩu và làm giả chứng minh thư nhân dân nhằm hợp thức lai lịch, nơi cư trú trước khi chuyển đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khoa và Huy khai với công an là Trần Dương Huy bị thiểu năng, không thể giao tiếp, nên các đối tượng này đã trực tiếp viết các tờ khai, làm thủ tục. Cũng với chiêu trò này, các đối tượng đã đi đăng ký làm hộ chiếu giả cho Trần Dương Huy. Tuy nhiên, khi đến công an tỉnh Khánh Hòa nhận hộ chiếu theo ủy quyền thì bị phát hiện. Cũng bằng cách thức tương tự và thủ đoạn cũ, nhóm bị can này đã biến Song Chi Hao, người Trung Quốc, thành Nguyễn Khang Tinh cho đến ngày 4 tháng 8 năm 2020. Qua kiểm tra hành chính, công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Song Chi Hao sử dụng sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Khang Tinh để sinh sống, làm ăn tại thành phố Nha Trang. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam PVcombank cho biết vừa phát hiện một số đối tượng xấu mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng. Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là tự xưng là cán bộ của ngân hàng, gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email để chào mời khách hàng vay gói tín dụng thông qua mở thẻ với nhiều ưu đãi như hạn mức 50 triệu đồng, lãi suất 0%. Khách hàng sẽ nhận được thông báo phê duyệt khoản vay tín chấp hoặc vay tín dụng qua điện thoại và một tấm thẻ nhựa qua đường bưu điện. Khi đó, khách hàng được yêu cầu phải nộp lại tiền bảo hiểm thẻ với số tiền 1 triệu 650.000 đồng. Sau khi chuyển tiền, khách hàng không thể liên hệ với số điện thoại đã gọi mở thẻ và thẻ nhận được là thẻ giả, không thể sử dụng. Thưa quý vị, hôm nay Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố ông Nguyễn Đức Trung và các đồng phạm về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Trong đó, ông Trung được xác định có vai trò là chủ mưu. Vâng, như vậy là chỉ sau 5 ngày có kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội, đồng thời chuyển hồ sơ đến Tòa án Nhân dân TP Hà Nội để xét xử về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Các bị can gồm Nguyễn Đức Trung, 53 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, nguyên cán bộ công an; Nguyễn Hoàng Trung, 37 tuổi, nguyên chuyên viên phòng thư ký biên tập; và Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, nguyên phó trưởng phòng thư ký biên tập, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong số này, bị can Nguyễn Đức Trung và Phạm Quang Dũng bị truy tố theo khoản 3, điều 337 Bộ Luật Hình sự với mức phạt từ 10 đến 15 năm tù. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Đức Trung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng,
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Văn Cung, 38 tuổi, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Cung từng là trụ trì chùa Phước Quang, nguyên giám đốc trung tâm cô nhi viện Suối Nguồn Tình Thương, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và có pháp danh là Đại Đức Thích Phước Ngọc. Trước đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo là ông Cung lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị hại còn có các chứng từ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Cung. Trên cơ sở xác minh ban đầu, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã quyết định cho ông Cung hoàn tục trở về gia thất, đồng thời thu hồi chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và xóa tên tu sĩ trong danh bộ tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Hàng chục cây bạch tùng tuổi đời hơn 100 năm bị cưa hạ tan tác và xẻ gỗ ngay tại hiện trường, rồi mang bán cho tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng. Sự việc vừa xảy ra tại tiểu khu 249 ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Lô B2, khoảnh 2, tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, là lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Rất nhiều cây bạch tùng có đường kính từ 60 đến 100cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Máy xẻ gỗ được sử dụng ngang nhiên ngay tại rừng. Những phần lõi gỗ hộp được đưa ra khỏi rừng để bán. Đối tượng mua lại gỗ không ai khác, chính là tổ trưởng nhận khoán bảo vệ rừng. Đây là đối tượng là rừng sản xuất, rừng tự nhiên. Tự nhiên là rừng sản xuất, không được phép khai thác. Việc mà khai thác trái phép từ rừng tự nhiên là rừng sản xuất thì theo quy định thì từ trên 10 mét khối thì chúng tôi phải khởi tố vụ án. Đối với này, trường hợp này thì chúng tôi sẽ khởi tố vụ án. Khi tiến hành kiểm tra khu vực vườn cà phê của ông Nguyễn Văn Tuyến, tổ trưởng nhận khoán bảo vệ rừng, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1,5 mét khối gỗ bạch tùng. Qua kiểm tra, khu vực rừng bị cưa hạ có 11 cây gỗ với tổng khối lượng thiệt hại hơn 20 mét khối. Trong đó, có 17,6 mét khối đã được đưa ra khỏi rừng. Số còn lại nằm ngổn ngang tại rừng. Tại thời điểm kiểm tra, chưa xác định được đối tượng vi phạm. Liên quan đến vụ phá rừng bạch tùng này và xác định được 6 đối tượng tình nghi khai thác rừng bạch tùng trái phép, hiện Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục phối hợp với Hạt Kiểm Lâm Lâm Hà củng cố hồ sơ khởi tố vụ án. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường thanh tra kiểm tra, xử nghiêm vi phạm trong vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đặc biệt yêu cầu các đơn vị tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý tình trạng xe dù bến cóc. Vi phạm chạy sai hành trình, chở quá tải, quá số người quy định, chèn ép sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định, không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của đơn vị, phương tiện, người điều khiển phương tiện theo quy định. Thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông khi giải quyết thủ tục cho xe ra vào bến xe ô tô khách, hoạt động cung cấp sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải. Đối với đường sắt, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về đảm bảo trật tự an toàn và phục vụ vận tải khách tại các nhà ga đường sắt. Các cơ quan đơn vị cần chấp hành nghiêm quy trình quy phạm an toàn giao thông đường sắt của nhân viên các đường ngang, hoạt động của hệ thống cảnh báo, báo hiệu đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, quy tắc giao thông tại đường ngang, lấn chiếm hành lang đường sắt. Bên cạnh đó, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, công tác phục vụ vận tải đường sắt tại các doanh nghiệp kinh doanh đường sắt. Sáng ngày 26 tháng 11, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ký quyết định xử phạt 500 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam, chủ đầu tư nhà máy Thủy điện Thượng Nhật ở huyện Nam Đông. Chủ đầu tư Thủy điện Thượng Nhật bị phạt do 3 lần tích nước không đúng quy định giữa mùa mưa bão, gây nguy cơ mất an toàn, uy hiếp hạ du. Theo đó, công ty này bị phạt vì không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa, đập dâng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ lụt, hạn hán, thiếu nước và các trường hợp khẩn cấp khác. Quy định này đã được nêu rõ tại nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủy điện Thượng Nhật chưa vận hành chính thức, chưa được phép tích nước, song trong mùa mưa lũ vừa qua, chủ đầu tư 3 lần không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo về ứng phó thiên tai. Địa phương này cũng đã gửi công văn đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Điều tiết Điện lực xem xét thu hồi giấy phép hoạt động trong lĩnh vực phát điện cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam. Dự án Thủy điện Thượng Nhật có công suất 11 MW, dung tích toàn bộ hồ chứa là 17 triệu mét khối,
kinh phí đầu tư hơn 341 tỷ đồng.